Đây, xin chào anh em. Bây giờ mình sẽ quay cặp giã cào dài 27m sử dụng động cơ S12R 1600 mã lực cho anh em xem. Một số mẫu ghe giã cào của Khánh Hòa được đóng theo mẫu giã cào ở Kiên Giang, Vũng Tàu. Ghe quá to luôn. Ghe quá bự ha. Mấy chiếc này đóng cái thớ hơi lao lao mũi. Quá to. Đấy anh em, một hàng 4-5 chiếc. Chiếc nào chiếc nấy ừ không à. Dễ sợ. Quá to ha. Ghe dài bà cố luôn. Trên này còn rất là nhiều ghe, mẫu ghe của Khánh Hòa, nhưng mà sẽ quay đặc trưng một vài mẫu giã cào cho anh em xem. Lâu rồi không quay mẫu tàu cá giã cào. Đây, ở phía bên ngoài đây có hai chiếc tầm 23-22m. Có trong này chiếc này quá bự nè, dữ dằn luôn. Khánh Hòa 93032. Chúc cho quý anh em mình làm ăn hoàn toàn thắng lợi. Lại gần quay mặt ghe cho anh em xem. Mặt ghe đóng theo cái mẫu tàu cá của miền Tây, miền Nam. Thì đa phần là ghe mở không có rộng nha anh em. Ghe mở chủ yếu thiên về chiều dài. Nó vẫn rộng nhưng mà so với cái kích thước của ghe giã cào, chứ nó không có rộng theo kiểu cái ghe của lưới rút ha. Tuy nhiên một số ghe giã cào ở cái vùng Nha Trang, Liên Sơn được đóng theo kiểu mẫu ghe của Nha Trang thì mở rất là căng rộng. Còn mẫu ghe giã cào thì một số anh em xài theo mẫu ghe của miền Nam, cho nên nó thiên về cái chiều dài luôn. Cabin 3 tầng lầu, ông bô dở sợ luôn, ống tục bô được đưa ra phía bên ngoài. Dàn cảo nè, đẹp ha. Bây giờ tìm cái cách nào để đi lên ghe khám phá tí xíu ha. Quá đẹp, quá đặc sắc. Đây mình đang ở trên cặp ghe giã cào khủng bố luôn. So với ghe giã cào ở cái vùng Khánh Hòa như vậy là quá to nha anh em. Một số mình quay lên một số clip anh em thôi. Chiếc giã cào này không bằng chiếc kia, nói làm chi vậy? Ghe phải có chiếc to, chiếc nhỏ, rồi mình quay cái chiếc bự thì mình nói chiếc bự nha. Cứ đem cái chiếc to ra so sánh với chiếc khác. Chính xác không anh em? Làm mất cái tinh thần của cái thằng quay phim. Dạ, hello anh. Ồ, chiếc này quá dài luôn. Chiếc giã tới này dài nhiêu mét ta? 27 mét. Rộng nhiêu mét anh? Không, chiếc này rộng không, tới 7m rưỡi. À, 6 mét mấy vậy? Này đi ra sau, theo anh ở đằng kia, anh sẽ dẫn mình xuống cái hầm máy. Đó, giống như nãy mình nói, đa phần mẫu ghe mà anh em xài theo cái mẫu ghe ở trong miền trong thì họ thiên về cái chiều dài nhiều ha, chứ không có thiên về cái chiều rộng. Muốn rộng hơn nữa là chiếc ghe đòi hỏi nó phải dài hơn nữa. Đây mình đang đứng ở phía sau góc lái của chiếc giã tới. Thì ở mình là kêu giã tới, còn những anh em ở trong miền Nam mà họ kêu là chiếc giã cái, chiếc tàu cái. Ừ, chiếc giã lui thì mấy anh kêu là tàu đực ha. Tùy theo cách gọi của mỗi anh em, mỗi vùng miền khác nhau. Đây bây giờ mình đi tới khám phá bồng lái của anh thuyền trưởng. Dẫn giùm em đi chút anh.
Máy này là 1.618 mã lực anh em, một cái duy nhất ở Khánh Hòa. Đây lên khám phá bằng lái của anh thuyền trưởng tàu giải cào dài 27m cho anh em xem. Đấy, phía bên trong là tủ lạnh, tivi, ghế nệm, bài bản á. Quá thịnh soạn, quá giàu có luôn. Quá giàu có, quá đẹp cho một con tàu. Đợt này vô bắt máy lạnh. Đợt này vô bắt máy lạnh nữa. Đi qua. Đây có mà đợt điện đèn nó lúc rồi. Bình nóng rồi, đây bài bản hết nè. Quá hoành tráng ha. Rồi đây. Đây là cái đỡ xăm chân, chân xăm chân yếu luôn. Vậy hả? Sao? Đã chân xăm chân yến nha. Cái nào là chân yến rồi, cái nào là nấu nước sôi. Chân yến mình ổng uống hay là hết ghi uống luôn? Rồi đây là máy ép cam của ổng. Đây là máy xay sinh tố. Đâu. Là ông tự ông làm luôn nhá. Có anh nuôi làm cho ổng. Có anh nuôi làm nữa hả? À. Hoành tráng hết trơn. Ổng mà không đây cho ông tự làm đi nhá. Đây. Không thiếu cái gì hết. Nè, mình đang ngồi trên cái khu vực lái của anh thuyền trưởng luôn nè. Đấy, để đời ha. Có dịp vô này mới có dịp khám phá nhiều thứ được. Chứ bình thường mình cũng đi đánh bắt cho nên là sao không có cơ hội mà quay nhiều thứ cho anh em mình xem. Máy quá tuyệt vời. 1.618 mã lực. Cho nó 1.190 kW anh em. Một cái duy nhất ở Khánh Hòa mà cái này mới quá ha, cái này keng luôn ha. Cái này còn mới zin luôn. Tại ông mua giờ gắn chạy được 2 tháng rồi. Hồi bữa anh nói á, hồi bữa anh nói là lúc đó là bắt đầu thay. Tôi vẽ ngày 1.200 lít dầu cỡ ngày 2 Ngàn 2 là một ngày kèo nhiêu lít? Từ 5 giờ sáng đúng không? Từ 5 giờ chiều, 5 giờ sáng, hoặc nào tới 7 giờ, 8 giờ đêm là thì ngày 3 lít dầu. 5 giờ sáng kèo tới 7-8 giờ đêm bắt đầu lên dẻ là 1.300 lít. Đó là riêng chiếc này thôi, còn chiếc bên này nữa chưa? Hai chiếc, nhưng nếu mà hai chiếc là một ngày kèo 2.000 lít á. 2.000 mấy lít. Quá dở sợ. Còn mấy cái kia là kèo 38 luôn không ạ? À? Còn cái này là S12R. Quá dở sợ ha. Đợt này đậu chương trình nữa, máy lớn mà chương trình nó không nhỏ. Đợt này lên đậu chương trình lại tiếp. Dễ sợ ha. Lặng luôn lặng lấy gì ra. Cái chiếc dễ bên này là xài S6R. Đây mời anh em theo Trần Bình cùng khám phá động cơ S12R của Mitsubishi. Đây bây giờ mình tìm cái lối đi xuống anh em. Hầm máy nó sâu quá sâu luôn. Đấy, đây là cái video mà đầu tiên mà mình quay một cái động cơ còn mới keng và cái công suất máy của nó tới 1.618 mã lực anh em. Của dòng máy Mitsubishi. Đó, mình quay cho anh em xem nước sơn rin của máy nè. Có cái logo Mitsubishi ở trên mấy cái nắp chụp. Vơ 12 nha anh em. Mỗi bên 6 máy. Nhìn cổ máy nó quá đồ sộ luôn anh em. Trời ơi cái ống bô của nó kìa. Hai tục bô. Cái ống nhựa của cái lắp vô hai cái tục bô á là ống nhựa phi 168 đó anh em. Đó, mình quay mình tìm cái lối phi của cái ống nhựa anh em xem đó. Cái ống nhựa phi 168 nhưng mà nó đứng gần cái ống bô á, nó có tí xíu 3-4 lớp cái ống nhựa này chưa bằng cái ống bô. Thì anh em biết cái phi của cái ống bô này là nó to khủng khiếp. Nó bên này 6 máy tiếp mới keng luôn. 6 máy được phân bổ mỗi bên 6 máy. Bên này 6 máy, bên kia 6 máy. Và heo dầu cũng phân bổ mỗi bên luôn.
sáu mấy bên nào là heo dầu nó theo sáu mấy bên đó. Quá đã, quá đẹp luôn anh em ơi, máy quá đẹp. Máy còn nước sơn zin zin mới ken luôn anh em. Anh thuyền trưởng có tiết lộ là máy này ở bên Nhật á, họ sử dụng chỉ có mới vài trăm giờ thôi anh em. Không khác gì máy đập thùng nha. Thương hiệu Mitsubishi được dập trên thân máy. Quá đẹp luôn. 1618 mã lực nha anh em. Bộ heo dầu nó làm rất là gọn ha. 6 máy nó đưa về lại một cái dàn heo. Quay phía dưới các cái nắp chụp của dên cho anh em xem. Đây mình quay lại gần cái mặt zin của máy nè. Mặt này là mặt zin nha. Mình nói mặt zin thì một số anh em xài máy sẽ biết ha. S12R BTA 1190 kW, quy đổi ra là nó là 1618,4 mã lực anh em, ở dòng tua 1800. Cái mặt nó đóng sâu vô bên trong, không có đóng ở một cái mặt thẳng ở phía bên ngoài thân máy mà nó đóng sâu vô bên trong anh em. Cổ máy quá đồ sộ. Ở trên cái thân máy là hai cái đường ống gió lấy gió từ tục bô được nằm ở trên phần thân máy ha. Cái máy quá đồ sộ mà nó bố trí các cái chi tiết lắp máy cũng rất là gọn gàng. Đây mình quay thoáng qua về cái hộp số giả cào dài 27m cho anh em xem. Nhưng mà có một điều đặc biệt là anh em mình biết là anh em làm nghề giả cào á, thì đa phần họ giấu cái thông số về cái hộp số. Cái này là anh em làm ghi giả sẽ hiểu ha, không phải giải thích chuyện này. Đây mình lên trên và quay chụp xuống cái dàn máy cho anh em xem. Ở đây cái hầm máy ảnh chạy, anh đỡ cái hầm máy nó rất là rộng ha. Ở trên nó có hai cái miếng dán gác đi tới đi lui đỡ thăm máy. Thì anh em ở trên tàu cho biết là cái máy này nó cào từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hoặc là từ 5 giờ, giờ sáng đến 7 giờ chiều là 1.200 lít. Ngoài cặp giả này một ngày cào hơn 2.000 lít nha anh em. Đó. Một ngày là cào hơn 2.000 lít cho cặp giả này. Riêng cái máy này là nó chạy từ sáng tới sẩm tối. Đó là 1.200 lít. Những cái thông số mà anh em ở trên tàu cung cấp ha. Từ trên nhìn xuống nè, anh em thấy cái máy nó rất là đồ sộ nhưng mà nó bố trí rất là gọn gàng ha. Quá đẹp, quá dữ. Chiếc giả này cùng với cái công suất mày này là lớn nhất. Đây mình quay thêm tí xíu nữa ở phần trước cái gian bon cho anh em xem. Anh em đang sửa sang lại dễ ha. Cái dàn dẻ nhà của anh này là tới mấy cặp. Mấy cặp dẻ ứ nữ không? Nhà ổng là mấy cặp vậy anh? Hai cặp. Hai cặp, bốn chiếc, dương chiếc tàu tải nữa. Năm chiếc. Vậy em chào nha.